Quý nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lên ở đầu thì cho quý nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mến chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của quý nhà nhé. Có rất là nhiều cô chú anh chị em lên tiếng và nói rằng là tại vì sao mình nói chuyện nó lại không có đầu và không có cuối. Khi mà cố ca sĩ nhận cờ là cô ấy đã có mục đích riêng. Nhưng ở đây mình muốn khẳng định với tất cả quý cô chú anh chị em rằng là ngay từ cái lúc ban đầu, từ những cái vòng đầu tiên khi mà cờ bước vào cái cuộc thi năm 2016 á, thì em đã lên tiếng và em nói với ban giám khảo tại đó là em rất là hâm mộ và thần tượng cố ca sĩ. Và đó chính là cái mục đích, lý do để em đến với cái cuộc thi ngày hôm đó. Và sau khi đó thì quản lý phía bên của anh Ngô Kiến Huy á mới cảm thấy là thương. Bởi vì cái cuộc sống nó quá là khó khăn và bản thân của em có khả năng nghỉ học rất là sớm. Bởi vì gia đình của em không có điều kiện, không có đủ kinh tế cơ. Cho nên á, anh ấy mới nghĩ ngay đến cố ca sĩ. Tại vì từ trước đến nay trong giới showbiz ai ai cũng đều biết rằng là cố ca sĩ luôn là một người mẹ của rất là nhiều con. Và cô ấy luôn là một cái đầu tàu vững chắc cho các con của mình. Cho nên anh ấy muốn đưa cái đoạn video mà bản thân của cờ lên tiếng nói thần tượng cố ca sĩ và kể về cái cuộc sống cơ cực của mình ấy cho cố ca sĩ xem. Sau khi xem được cái đoạn video đấy thì cố ca sĩ cảm thấy bồi hồi và cô ấy cảm nhận được rằng là bây giờ mình phải làm một cái cách gì đó để giúp đỡ cho bản thân của cờ. Cho nên á, ngay cái ngày hôm sau thì cô ấy đã đến và xem cái cuộc thi của anh ấy tại cái sân khấu đó. Và ngày hôm đó mình có thấy được rằng là cô ấy đã lên cũng giống như là xoa đầu, cũng giống như là âu yếm và muốn giúp đỡ cho anh cờ này mà. Cái lúc đó là anh cờ này chưa đoạt giải quán quân cơ. Và ai cũng rất là vui mừng vì cái điều đó. Ví dụ như cố ca sĩ mà nhận cờ cái khi mà anh ấy đoạt giải quán quân rồi thì các bạn lên tiếng nói được. Còn đằng này là những vòng đầu tiên khi mà anh ta thi, đó mới là cái điều quan trọng nhất. Quý cô chú anh chị em á, mà muốn khẳng định á, mình đúng hay là mình sai á, các bạn có thể mở lại cái chương trình vào năm 2016 mà các bạn xem từ đầu đến cuối đi, thì sẽ hiểu được những điều mà quý nhà đang nói. Trước khi mà mình giải thích cho quý vị khán giả, những người mà đang làm đường lạc lối hiểu về cái sự việc của cố ca sĩ, thì cho mình nhắc lại thêm một lần nữa là khi mà cờ ra khỏi nhà của cố ca sĩ, cờ đã nhận đủ tiền cát xê và 500 triệu đồng cố ca sĩ cho. Và nếu như bản thân của cờ là một cái người mà sống có tình, có nghĩa, sống biết trước biết sau, cũng giống như là còn có một cái chút lòng tự trọng của bản thân mình, thì em ấy sẽ không bao giờ nhận 500 triệu đồng của cố ca sĩ. Bởi vì bản thân của em là cái người thiêu dệt và bịa đặt, vu oan giá hoại cho cái người mẹ quá cố ấy, thì em có xứng đáng để nhận 500 triệu đồng đó hay không? Ta nói cố ca sĩ có tặng 22 người con. Cô ấy chắc bóp chắc chiêu lắm cho em 500 triệu đồng. Nó không hề là con số nhỏ đâu em. Và nếu như em thật sự em cảm thấy là bản thân của em không hề xứng đáng với cái số tiền mà cố ca sĩ cho, khi mà cố ca sĩ vừa mới nằm xuống, cô ấy còn phải đang nằm ở trong bệnh viện chờ lo giấy tờ thủ tục tất cả mọi cái vấn đề, rồi cô ấy mới được quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Vậy mà bản thân của em nhận 500 triệu đồng của cố ca sĩ, nỡ lòng nào lấy và ra khỏi nhà của cố ca sĩ, chặt hết tất cả những cái cây thần tài có trong nhà của cố ca sĩ, thì thử hỏi rằng là em có xứng đáng nhận 500 triệu đồng đó hay không? Hay là bây giờ em còn có một cái chút lòng tự trọng đó nha. Nói thẳng ra, chị nghĩ rằng là em nên trả lại cái số tiền đó cho những người con của cố ca sĩ đi. Thiệt, em không hề xứng đáng. Vậy đó mọi người, giúp cho người á không bao giờ tính toán hay là nề hà điều gì cả. Vậy mà bây giờ khi mà cô ấy ra đi mãi mãi rồi á, thì người này giành, người kia giật. Họ phớt lờ đi những cái công lao to lớn mà cố ca sĩ đã dành cho cả gia đình của cờ suốt 6 năm vừa qua. Ta nói ngay, kể cả
cô giáo của cờ ở dưới quê, mà bản thân của cờ ngày xưa đã từng nói rằng là bây giờ em ấy có ba người mẹ, đó chính là mẹ ruột, người mẹ chấp cho em cái đôi cánh ước mơ, đó chính là cố ca sĩ, và một người mẹ giúp đỡ cho em, đó chính là cái người cô giáo kia. Mà khi mà em đi thi quán quân á, mọi người biết sao không? Em ấy mang cái đôi dép mà nó rách mà nó tươm tả luôn đi. Đó là những cái điều mà cố ca sĩ cảm thấy bồi hồi, và cô ấy thương cho em ấy rất là nhiều. Và khi mà nghe kể về cái tình hình rằng là mượn 500.000 đồng để có thể là đi từ dưới quê lên trên Sài Thành dự cái cuộc thi đó, thì cô ấy càng xúc động hơn nữa. Bởi vì cố ca sĩ là một cái người đã từng trải qua cái cung bậc cảm xúc của một người khó khăn cơ cực từ nhỏ, cho nên chứng kiến được cái hoàn cảnh của cờ của ấy không thể nào mà không giúp đỡ được. Đó là cái mục đích, cái lý do vì sao mà cố ca sĩ lại nhận cờ tại thời điểm ngay lúc đó nha. Và cái người cô giáo kia lúc nào cũng kể lể công lao to lớn của mình, đến nỗi mà mua cho cờ một cái đôi dép mười mấy 20.000 cũng không mua được. Đến nỗi mà mẹ ruột của cờ chai mặt đến nhà của cái người cô giáo kia mượn 500.000 đồng cũng không cho. Rồi bây giờ kể lễ đòi dành công lao cơ, đòi dành là một cái người ân nhân thật sự của cờ cơ. Chứ nhưng mà cố ca sĩ không có thèm mấy cái đó đâu mấy bạn ơi. Thiệt, ai muốn dành thì dành, ai muốn làm ân nhân của cờ thì làm ân nhân đi. Nói thẳng ra với mọi người á, tại những cái thời điểm ngay từ cái lúc ban đầu khi mà cờ chưa đoạt giải quán quân á, các bạn biết không, 500.000 đồng cộng với lại 100.000 đồng mà người dì ruột của cờ cho á, có đủ để lên trên Sài Thành thi xong mấy cái vòng thi lận, rồi ở đó ăn uống ngủ nghỉ không mọi người? Có tiền để có thể là thuê nhà trọ hay là phòng trọ không mọi người? Cũng toàn là cố ca sĩ nha. Mọi người nghĩ đi, nó đơn giản, nó sơ sơ như vậy. Tại lúc đó mình chưa thấy bất kỳ một ai giúp đỡ cho cờ cả. Cho dù là họ có khóc lóc, họ có cảm thấy là họ thương cờ đi chăng nữa, họ cũng chưa ai dám lên nhận lời để giúp đỡ cho cờ hoàn toàn và tuyệt đối. Chỉ có một mình cố ca sĩ tại thời điểm đó thôi nha. Ngay tại thời điểm lúc đó, mình không thấy có sự xuất hiện của người cô giáo cờ nha. Cho đến khi mà anh ta đoạt giải quán quân, nhờ có sự giúp đỡ của cố ca sĩ về dưới quê rồi mới gặp lại cái người cô giáo của cờ ở đâu dưới quê đó. Lúc đó thì hàng xóm chung quanh người ta vây quanh đó. Mọi người cứ tìm lục lọi lại những cái đoạn video đó để mà xem đi, rồi sẽ biết được rằng là quýnh nhà nói có đúng hay là không. Và nói thật sự với mọi người, tại vì sao mà cô giáo của cờ không cho cờ nổi 500.000 đồng hoặc là cho mẹ của cờ mượn 500.000 đồng đó? Tại vì cô giáo của cờ nghĩ rằng là cờ sẽ không đoạt giải quán quân. Và cô giáo của cờ cũng nghĩ rằng là không có đủ tiền để trả lại 500.000 đồng đấy. Cho nên cô giáo mới không muốn cho mượn. Đó. Thì mọi người nghĩ được rằng là nếu như 500.000 đồng đó mà là một cái tình thương thật sự, có khi người ta cho 1 triệu, 2 triệu luôn đó. Nhưng mà cô giáo của cờ miệt nhiên nha, không lòi một xu một cắt bạc nào. Vậy mà bây giờ đi kể công với cố ca sĩ, đòi làm trời làm đất, cũng vì cái người cô giáo này nè, vẽ vời ra biết bao nhiêu cái câu chuyện, rồi còn xúi mẹ của cờ là vu oan giá hoại cho cố ca sĩ nữa. Thì thử hỏi mọi người rằng là có xứng đáng với cái danh được gọi là một người giáo viên hay là không? Và cố ca sĩ đã làm gì, đã làm gì để mà cái người cô giáo này đối xử với cố ca sĩ như vậy? Tại vì á, ganh ăn tức ở, chung quy tóm lại là không bao giờ họ có một cái tấm lòng từ bi giống như cố ca sĩ, và cũng không bao giờ mà họ làm được giống như cố ca sĩ. Cho nên á, uất ức, cho nên cảm thấy rằng là tại vì sao cố ca sĩ lại tuyệt vời đến như vậy, muốn dành hết cái công lao đó, tưởng chừng như là cờ dễ ăn lắm, tưởng bở rằng là cờ là ngôi sao hạng A, là minh tinh mạng bạc, cho nên rằng là bằng mọi giá, bằng mọi cách
suối cờ là ăn dầm nằm về trong nhà của cố ca sĩ, chờ thời cơ để ngôi lên bành trướng, chờ thời cơ để cô giáo này làm quản lý của cờ, chờ thời cơ để đưa hai người con của cô giáo này vào để làm ông này bà nọ, để đi theo chầu chật cờ, chờ có cái cơ hội được gọi là thăng tiến và đổi đời. Nhưng rốt ráo lại rằng là bây giờ nhìn nó có trớt quớ không. Màn đát ơi, bản thân của cờ cờ lơ còn chưa xong nữa, mà sao mấy cô mấy chú á cứ làm cờ giống như là minh tinh bằng bạc vậy. Rồi bây giờ cô giáo có ê chề chưa, có thấy được rằng là học trò của mình đâu có một cái giá trị gì đâu. Ta nói à, cứ vớt vát, vớt lên vớt xuống nhờ có chú Bầu với lại bác Ba. Nếu như không nhờ hai người đó, và hai người đó cũng có một cái mục đích riêng của họ, thì đảm bảo với mọi người rằng là đến tại thời điểm bây giờ cũng không có bất cứ một cái show diễn nào luôn. Nói thẳng ra, nếu như bản thân của cờ mà đi bằng cái thực lực, đi bằng cái đôi chân của mình, thì đảm bảo chắc chắn rằng là sẽ thua xa Thiên Ngân, Quỳnh Trang với lại Tuyết Nhung. Ok, cái video của Quýt Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mến chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýt Nhà. Nếu thích cái video của Quýt Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýt Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại ạ.